nay chúng ta sẽ báo Hero Team cái gì đây? Đó chính là kẹo sầu riêng. Dành cho những ai rất thích vị sầu riêng thì đây chính là vị kẹo bạn mong muốn. Còn với những ai thấy mùi sầu riêng là mùi kinh khủng, trời ơi, nghĩ thôi là đã thấy chua, là đã thấy chảy nước miếng rồi mà. Hôm nay tiếp tục series báo Hero Team thì tôi chuẩn bị cái gì đó chính là, trời ơi, siêu thị của tôi nhiều đồ quá bà con ơi. Đây, đó chính là kẹo siêu chua. Bình thường Hero Team sẽ ăn kẹo rất là ngon đúng không? Nhưng ngày hôm nay thì sẽ là không bình thường đâu nha. Và đi báo Hero Team thôi. Ủa? Đâu ra vậy? Trời ơi, đang quay video kẹo này gì vậy? Tim ơi, ăn kẹo không? Kẹo. Ủa, tôi nhớ hôm nay Valentine mà sao đâu phải ngày gì ta, Halloween đâu ta? Nhưng mà kẹo này nó không phải sô-cô-la nên là yên tâm, nó không thể hiện tình cảm, tình yêu gì đâu. Cầm đi em, lấy đi. Thấy nó điên không? Bà biết tôi không ăn được sầu riêng. Bà tặng tôi kẹo sầu riêng là sao? Cái này người ta gọi là trải nghiệm, em hiểu không? Bây giờ mình là cần trải nghiệm trước, bây giờ em bóc ra đi đã. Thế bây giờ em bị dị ứng với sầu riêng, chị bắt phải ăn sầu riêng sao? Em không dị ứng sầu riêng, cái này chị chắc chắn một điều là điều đó. Nhưng mà lỡ em bị dị ứng sao? Lỡ em bị dị ứng sao? Thì chị trả tiền bệnh viện đó. Thế là được rồi, đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, bóc đi, có kéo không? Quên mất không ăn kéo không? Đây, để em thử bóc ra, em nhai cái vỏ. Nhai được không? Không nhai được, tôi nhai thử rồi nha. Tôi thử rồi nha. Dăm ba cái đồ này. Thơm quá. Ôi, bà biết tôi ghét sầu riêng mà bà đem cái này cho tôi ăn đó. Không, chị em, mở đi. Em nhiều khi cái này người ta cũng phải là trải nghiệm, đúng không? Nhiều khi mình phải trải nghiệm những cái gì mà mình không làm được. Như khi nào mình làm được thì lúc đấy là mình hoàn hảo. Chê nha, rất chê nha. Trời ơi. Ôi, nước hoa rồi. Thơm mà. Ui, thôi mà phải chuẩn bị khăn giấy hả? Emergency. Má ơi, nó kinh hoàng quá. Chị gãy móng mất. Mời sim. Ăn đi. Thử đi. Ăn thử đi, biết đâu được ăn được thì sao, đúng không? Không phải mình ghét sự, không phải mình chê gà, mình không biết ăn sầu riêng mọi người. Ăn đi. Ui, cho vào mồm được thật ạ. À. Ê, rơi, nhặt. Thôi mình... Thôi mình tha cho con bé mọi người. Chị tha nhá. Nãy giờ là em ăn sầu riêng rồi đúng không? Thì miệng em đang mùi sầu riêng. Kẹo này chị hứa đảm bảo với em sẽ giúp em không còn cái mùi vị sầu riêng đấy trong cái miệng em nữa. Kẹo gì đây? Đâu không, em lấy thẳng viên ra, em lấy thẳng viên ra. Rồi đi, hết kẹo sầu riêng, giờ kẹo viên sầu riêng nữa hả? Không, em ngửi đi, làm gì có mùi sầu riêng. Hết rồi. Cái này là mùi... Nó là kẹo chanh dây á, giúp mình dây à? Nãy là ăn sầu riêng mùi đúng không? Thì bây giờ ăn cái này sầu riêng đúng không? Đúng rồi, có thể đúng thế ạ. Giáo, hết thấy mùi sầu riêng rồi đúng không? Ừ. Hết thấy rồi. Thấy không? Hết mùi không? Hết mùi sầu riêng không? Hết thật không? Đúng rồi. Đấy, tôi nói mà Simi không tin tôi. Phải tin đúng không? Đó. Rút kinh nghiệm, tôi đã chuẩn bị sẵn cái kéo. Tham ơi. Nani. Tặng cho em, quên, hôm nay Valentine không? Tặng cho em một món quà. Em đang làm việc mà. Không dạ, làm việc thì, ủa, tặng quà cũng không được luôn á hả? Tôi đang làm việc ký mà. Nè, thì tặng quà đó. Chia đây ra. Xin Tham không thích sầu riêng mọi người ạ. Chị, đây để chị bóc sẵn cho em. Đây là một cái loại kẹo, tên là kẹo sầu riêng. Em ăn đâu? Ăn thử đi. Ngon lắm á. Ôi, mới cắt ra đây thôi. Yêu. Ê, nó ổn luôn á, chát dữ chứ. Ủa, thơm mà. Với người thích sầu riêng là như vậy, còn... Thì có thể đem lập anti-fan gì không? Thôi mình cố gắng xíu được không? Không có luôn chị. Trời ơi. Thôi mình cố gắng xíu, chè tay nha. Cái là kẹo dẻo hả? Không, nó là kẹo mềm thôi chứ nó không dẻo. Này, cắn thử đi, cắn thử một xíu thôi. Em bật mũi mang được không? Được luôn. Những người không thích kẹo sầu riêng thì họ sẽ như vậy đó mọi người. Hơi buồn một xíu nhưng mà... Thôi được rồi, hành hạ thế đủ rồi. Trời ơi. Thôi được rồi, thối quá. Tôi hành hạ thế đủ rồi. Đi. Nước trừ tà đó chị, đem cái kéo gì đi. Thối quá. Ê, túi thật. Chị cũng như Sim cả, thôi tôi biết
là Sam không ăn được kẹo sầu riêng, nên là tôi đã chuẩn bị sẵn cho Sam một kẹo. Cái này có thể cho em hết mùi sầu riêng luôn. Này gì đây? Cái này là kẹo kẹo ngọt á, kẹo kẹo thơm. Ngọt á? Ừ, nó là kẹo thơm á, ăn rất là ngon luôn. Tiếng la thất thanh quá vậy. Này, thôi đây nè. Chị mất nhận thức về ngôn từ, nó ngọt thế nào? Nó ngọt. Em biết sao không? Đắng cay ngọt bùi, chúng ta cứ phải đắng cay một xíu trước thì chúng ta mới thấy ngọt bùi, đằng sau thì chua ở phía đằng ngoài, còn ngọt ở phía đằng trong nha mọi người. Tôi chắc chắn điều đó, mặc dù tôi chưa ăn nhưng tôi chắc chắn điều đó nhá. Hết mùi sầu riêng rồi mà đúng không? Hết thấy mùi sầu riêng rồi mà. Đúng không? Đúng không? Trời ơi. It was at this moment that he knew he fucked up. Báo tiếp. Ôi, anh đây rồi, anh chuẩn bị sẵn sàng rồi à? Trời ơi, em cảm ơn anh. Mời anh. Chị làm gì em? Chị đi báo Hero. À không nhầm, chị đi chăm sóc Hero Team. Thì ở đây chị có một kẹo chị tặng cho em. Nhìn nó có vẻ không đáng tin lắm ha. Em nhìn đi, nguyên một cái quả như thế này mà không đáng tin. Ăn đi. Là cái mùi vậy? Thơm không? Cái mùi này hình như là cái mùi sầu riêng đó mà. Chị biết là em thích ăn sầu riêng mà đấy. Đúng bài rồi. Trời ơi, chị đưa cái này cho em mà đúng bài rồi. Chứ còn gì nữa? Sầu riêng đúng không? Đúng rồi. Nhìn cái gì? Ngon mà đúng không? Ui, ngon rồi. Thơm. Ê, ngon mà. Thơm mà đúng không? Có thơm không? Hả? Bùi không? Hả? Bùi đó là cái vị kiểu nó bở mà kiểu nó... thấy sao? Nói vậy đi. Là bùi là vậy hả? Anh lấy vậy á? Không, nhưng mà ngon mà. Không, em thấy ngon nha. Thấy không? Chỉ có những người làm không ngửi được mùi sầu riêng như vậy thôi. Hồi nãy em ngồi em nghe Sim Sam bảo là cái gì mùi gớm tùm lum la ghê quá trời luôn, mà mình ăn mình thấy ngon nha. Chứ còn cái gì nữa? Đúng là những con người mà thấy ăn hầu riêng cũng ăn ngon khác đó. Perfect. Đấy. Hay là cái kẹo gì? Nhưng mà nói chung là đó, nó vẫn bị sầu riêng mà. Ghê vậy? Gì vậy? Ngon mà. Nó cùa quá. Nó chua quá, trời ơi. Nó ngon. Ghê. Nó không chua. Nó là ngon. Chua quá, trời ơi. Liếm một cái thôi mà nó chua não luôn á. Thế các bạn, Cairo nói mà cái nước miếng của Cairo nó còn chảy ra lia lia luôn á trời ơi. Rồi em có thể nhả vào kia, chị tha cho em. Tôi sẽ tặng thêm cho Cairo một cái này, tại vì Cairo rất là thích ăn. Em thích ăn mà đúng không? Đúng rồi, hết nè. Tặng thêm một cái nữa. Cái này là chắc là hàng real nè, không có để đồ cho vô đây đâu ha. Không, em ăn thử đi để biết. Đây. Phong ơi. Phong. Ăn kẹo. Ủa em. Phong ơi, tặng kẹo nè. Tặng kẹo. Ủa gì vậy? Tặng kẹo. Như anh tặng viên kẹo ba bốn người qua vậy? Không, làm gì có mấy người đâu, không có người nào đây hết. Tất cả mọi người đều là chỉ là những bóng ma ở đây thôi. Đó, ăn đi em. Sao tự nhiên nãy chị mở cửa, chị quăng cái mic vô xong rồi chị đưa kẹo cho em. Rồi bây giờ chị tặng kẹo cho em ăn đi em. Ồ, kẹo hình viên sầu riêng. Được, đúng được. Đúng rồi. Những người, tôi đã tìm được những người thích ăn sầu riêng đây rồi. Ồ, nhìn nó giống như cái muối sầu riêng á nha. Đúng vậy. Chứ còn gì nữa, ăn thử đi. Thơm không? Buổi sáng mới ngủ dậy, chưa kịp đánh răng nữa mà giờ mui quăng cho cục sầu riêng rồi. Ê, ăn này thành thổ mồm không? Tất nhiên là không rồi, vì đây là mùi thơm. Trời không sao. Ok, vô. Thơm không? Ngon không? Ý hệt như sầu riêng thiệt luôn. Chứ còn gì nữa. Ủa có mùi ý hệt sầu riêng thiệt luôn mùi. Thơm mà. Thơm mà. Nó mùi dày rất là nồng luôn ấy. Còn không? Còn chưa. Còn cho em xin mấy bịch luôn nha. Đây chị mượn cái đây. Đây ok. Ăn còn nữa không? Còn nữa. Nè nặng em. Vỏ mới cho mới. Chị bóc sẵn rồi. Bóc sẵn cho cái này á, nó là kiểu mỗi một cái sẽ có hình thù khác nhau á, nên là yên tâm nha. Chị lượng nít hả? Nãy viên kia nó khác, sao viên này nó khác? Mỗi một cái nó sẽ có hình khác nhau. Cái này người ta gọi là làm ăn, người ta đầu tư đó. Nên là yên tâm, ăn yên tâm. Từ từ nhai hết viên kẹo. Không yên tâm, một viên mà nó gì không sao, không sao. Ăn đi. Ai chửi gì vậy? Ngon. Ngon mà chưa. Nó chua cái gì chị? Tình ngửi chứ không? Tình ngửi chứ. Nó chua. Không nói được. Thì
thì ai đùa. Chỉ biết là nói chuyện thiệt mà. Chứ còn cái gì nữa. Quay nữa. Tỉnh ngủ rồi, không muốn ngủ nữa. Chứ còn cái gì nữa. Dậy cho Valentine nè. Chua quá. Dậy đi chơi Valentine. Thôi. Em ngày Valentine của em nó không ngọt ngào là nó chua chét quá. Chả nè. Thank you. Giữa một căn phòng đen xì thì chúng ta có ai? Đó chính là Siro. Dạ vâng. Siro thì không biết là em có, cho phỏng vấn cái em có thích ăn sầu riêng hay không ấy nhỉ? Không. Béo lắm. Không ăn à, nếu mà vừa sợ béo thì không vấn đề gì cả, mình ăn một viên mình không bao giờ béo được. Nên là mời em. Ăn là em hãy thử cho chị cảm nhận cái nếu mà em ăn sầu riêng thì sẽ như thế nào ạ? Thơm không? Thơm không? Mùi hôi ạ. Ủa thế là em có thích ăn sầu riêng không? Không. Oh. Giờ này bảo không hả? Ủa chị tưởng em bảo là do là em sợ béo. Thôi con thằng ăn đi con trai, con cho hết vào mồm nhanh. Đấy nghe lời. Đó ngon. Đấy ngoan ngoan quá. Trời ơi ăn ngon mà đúng không? Nó ngọt đúng không? Nó béo. Mùi thì thối. Nhưng mà ăn ngon. Chứ còn cái gì nữa. Cái mùi thì chúng ta có thể bỏ qua, nhưng cái vị thì chúng ta không thể bỏ qua được nha. Thì Sim Sam đâu cảm nhận được cái mùi này đâu. Chỉ có những người chịu thương, chịu khó, chịu cái mùi như thế này thì mới biết là cái vị nó ngon như thế nào đúng không? Đó. Mời đẹp. Bây giờ chúng ta đến một ứng viên kẹo tròn. Kẹo này thì nó không có gì khó khăn hết mọi người. Đó là, đây là một cái kiểu viên bi á. Một kẹo bi nhưng mà nó ngọt, ngon lắm. Yên tâm, ăn đi. Nó có vị gì? Nó vị hơi chua chua một xíu. Ngọt, ngon, thơm. Em ghét đồ chua. Không, nó không chua nhiều đâu, nó chỉ chua một xíu để mình làm dậy vị thôi mà. Nó chỉ chua một xíu để làm cái dậy cái vị của sầu riêng lên thôi. Ủa sao ổn ổn không em? Sao nó giống kẹo chanh quá vậy? Nó không phải là kẹo chanh, mà nó phải gọi là kẹo siêu chanh. Thôi được rồi, chị tha thôi, nhả này, nhả đi, nhưng mà hết. Bây giờ nó lại ngon. Tao vị chua nó chính là vị ngọt đó, thấy chưa, tôi bảo mà. Ủa ai ăn cũng nhả hả? Ai ăn cũng nhả hết, chỉ có duy nhất một mình em là người có thể cảm nhận được vị ngọt sau cùng. Thấy cái này ngon rồi đó. Thấy rồi. Nhưng mà lúc đầu nó chua, nó rất là chua luôn. Chứ còn, thì đúng rồi, nhưng mà cái vị quan trọng là ở đằng sau, ở đằng trong nó còn có siro nữa nha. Siro ngọt, vị chanh nhưng mà nó ngọt, nó rất là thơm luôn. Có không? Có thiệt. Thật chưa? Tôi có lừa ai bao giờ đâu. Tôi không bao giờ lừa ai hết. Xạo. Ai đây? What? Hello, chào bạn. Hello. Mình hôm nay Valentine, mình muốn tặng bạn một cái kẹo. Valentine thì tặng sô-cô-la chứ ai thì tặng kẹo. À, được rồi, nó là ngọt ngào là được rồi. Sô-cô-la đâu? Đây, kẹo đây. Sô-cô-la. Đây. Sô-cô-la. Không có sô-cô-la. Sô-cô-la thì mới đúng này. Một ngày bình thường. Ừ đấy thì còn chấp nhận được. Rồi ok. Cái ngày bình đây. Thường người ta mới ăn mấy cái vớ vẩn đấy chứ. Rồi cầm cái đeo lên người cho nó quách xả rách đi. Rồi. Rồi cho nên bây giờ lại ăn đi. Nhanh đi. Nhưng tại sao hôm nay bà lại mời tôi à? Ê bà biết về cái truyền thuyết về bạn thân mình mà tự nhiên ngày tốt một ngày đẹp trời nó tốt bụng nó mời mình ăn một cái gì ấy là có không, vấn đề không? Thật ra hôm nay mình quay một video nó có tên là báo các thành viên trong Hero Team. Báo. Nhưng mà nó không báo lắm. Mình nghĩ là bạn theo cảm quan của mình nên mình nghĩ là bạn sẽ thích cái này. Ờ. Hứa. Cái này gì? Bạn sẽ thích cái này, hứa với bạn luôn. Ừ. Cái gì ấy, mùi ghê nhất chứ, chắc là mùi bắn gì. Thôi nhưng mà ngửi. Rồi ok ăn thử đi. Thích mà. Thơm mà đúng không? Thơm không? Còn cái nữa không? Hả? Còn cái nữa không? Tôi biết mà mọi người thấy không? Khi mà người ta đã hỏi là còn không, chắc chắn là người ta thích rồi mọi người. Đây tôi biết ngay mà, nhìn cái là biết ngay rồi trời. Chứ còn gì nữa, ăn thêm không? Ăn, đâu? Ăn thêm đúng không? Ok, đây mình sẽ cho bạn cái này. Bạo ơi. Bắt người ta hầu nữa hả? Các bạn biết gì không? Mình giới thiệu các bạn. Thật ra là mình nhìn cái này mình đã nghi rồi. Nhưng mà khi ăn vào ấy, mình cá với bạn là một số đứa không biết ăn cái này nó sẽ kiểu bởi vì nó vị sầu riêng anh em. Nhưng mà xin lỗi, mình là tín đồ sầu riêng mà mình là fan sầu riêng nha mọi người. Rồi mình bóc đi. Đây. Ok anh em. Rồi cho mượn cái vỏ đấy. Đây vỏ đây. Ok. Rồi. Dạ, đây để mình lấy cái mới nha. Rồi, thank you. Đây kẹo mới nè. Cái gì vậy ba? Kẹo mới. Ủa sao bà? Cái này mỗi hãng nó sản xuất, mỗi cái sẽ có một hình dáng khác nhau. Đây cho mọi người nhìn. À, thấy không? Mỗi cái sẽ có một hình dáng khác nhau thì lúc nãy là hình mùi sầu riêng, còn cái này thì cái hình nguyên quả. Đó, mặc dù không có cái gai nhưng mà nói chung là vẫn là mùi sầu riêng. Chào. Chắc. Vị khác thì sao? Chắc thì mình cho bạn cái mới. Chắc là vị sầu riêng không? Chắc. Bao nhiêu phần trăm? 100% Rồi.
coi. Nha, khác nha, khác nha, khác nha. Ngon không? Mùi sầu riêng mà đúng không? Mùi sầu riêng đúng không? Mùi sầu riêng đúng không? Đúng không? Đúng. Đúng mà. Đúng mà, đúng không? Mùi sầu riêng đúng không? Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. À! Đáng sợ. Em xin lỗi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, mùi sầu riêng thơm mà. Thơm mà đúng không? Nó chua. Nó thơm. Nó chua, nó không phải là sầu riêng. Bây giờ bà còn quay nữa không? Tôi tuyên bố cái bịch này là của tôi để đền bù cho cái thiệt hại của bà. Tôi sẽ lấy cái bịch kẹo này. Cái kẹo thứ hai nó chua. Được tâm vui báo nha. Được tâm vui báo nha. Tưởng bận rơi tầng nào mà lỡ thất bại cũng chẳng làm sao cùng nhau bước tiếp chuyện ngày bắn pháo.